giải phóng mặt bằng là việc làm khó, song nhờ vận dụng linh hoạt các biện pháp để nhân dân hiểu được chủ trương thu hồi đất của nhà nước, nên những năm qua, công tác giải phóng mặt bằng của thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ luôn nhận được sự ủng hộ, đồng thuận của nhân dân. Gia đình ông Phạm Văn Thành có trên 4 sào và gia đình ông Phạm Văn Toàn có trên 5 sào đất nông nghiệp. Kinh tế gia đình phụ thuộc hoàn toàn vào những diện tích này, nhưng được thông báo thu hồi 100% diện tích phục vụ dự án khu công nghiệp Yên Mỹ 2 và dự án đường liên tỉnh Hà Nội Hương Yên kéo dài. Bản thân các ông rất băn khoăn. Tuy nhiên, sau khi được chính quyền địa phương tích cực tuyên truyền, giải thích về chủ trương, chính sách của nhà nước khi thu hồi các diện tích trên, gia đình ông Thành, ông Toàn đã vui vẻ bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Làm con đường nó thuận lợi cho tất cả nhân dân đi lại thì thôi, chúng tôi cũng bàn giao. Chủ trương chung của nhà nước, thế mà sau lấy hết đất rồi thì gia đình chúng tôi, con cháu là được vào làm ở công việc ở các công ty, nhà máy, nên là sinh hoạt cũng được đầy đủ hơn trước, làm sản xuất nông nghiệp. Thị trấn Yên Mỹ hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng 13 dự án, trong đó có 2 dự án trọng điểm của tỉnh, gồm dự án khu công nghiệp Yên Mỹ 2 có tổng diện tích thu hồi 12 ha của 200 hộ và dự án đường liên tỉnh Hà Nội Hương Yên kéo dài của trên 50 hộ dân. Còn lại là dự án của huyện, của địa phương với tổng diện tích thu hồi hàng trăm hecta của trên 1.000 hộ dân. Trong đó, việc khó khăn nhất là di chuyển gần 300 ngôi mộ. Nhưng khi được tuyên truyền về chủ trương đúng đắn của việc mở rộng các tuyến đường, thì 100% hộ dân thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ đã đồng thuận di rời phần mộ của gia đình để bàn giao mặt bằng cho dự án. Nằm trong diện tích có 195 ngôi mộ là mộ chìm và mộ vô danh không có người nhận. Thì ban lãnh đạo thôn cũng tham mưu cho Đảng ủy Ủy ban tuyên truyền và cũng đã thông báo, và khi không còn ai nhận nữa thì làm theo đúng tâm linh và đã di chuyển được 195 ngôi mộ vào tại đất nghĩa trang. Thành lập các đoàn ở cấp thị trấn và cũng như là giao cho các thôn về họp triển khai đến các ban ngành đoàn thể và những gia đình có uy tín ở các thôn để vận động tuyên truyền nhân dân trong các thôn xóm chấp hành chủ trương những cái công tác về thu hồi đất tại các dự án trên địa bàn. Các giải pháp nêu trên cùng với việc công khai phương án thu hồi đất, phương án bồi thường, giải quyết kịp thời các ý kiến kiến nghị phản ánh của người dân, các đơn thư liên quan đến công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng dự án đã giúp thị trấn Yên Mỹ nhận được sự đồng thuận của nhân dân, từ đó hầu hết các dự án được thực hiện khởi công đúng theo kế hoạch đề ra.